Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng dành cho ô tô sản xuất hoặc là lắp ráp trong nước. Quyết định đã được đưa ra vào ngày 14 tháng 5 tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong mùa Covid-19. Việc giảm lệ phí trước bạ chỉ áp dụng cho ô tô lắp ráp sản xuất trong nước và thực hiện đến hết năm 2020. Chưa rõ ngày bắt đầu áp dụng ô tô nhập khẩu không được hưởng ưu đãi này. Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo đó, thì Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất hoặc là lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, giảm phí trước bạ không làm giảm giá xe nhưng giảm chi phí lăn bánh một mẫu xe mới đối với ô tô con loại 9 chỗ trở xuống. Lệ phí trước bạ cho khách hàng đăng ký tại thị trường Hà Nội đó là 12%, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng 10%, giá xe càng cao thì phí trước bạ càng lớn. Hiện là ô tô con từ 9 chỗ trở xuống chịu hai mức thu lệ phí trước bạ tùy theo từng địa phương là 10% và 12% trên giá bán xe. Nếu được giảm 50% thì số tiền khách hàng nộp lệ phí trước bạ sẽ giảm được khoảng lớn. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước. Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc không được hưởng. Theo tính toán, khi mua những mẫu xe bình dân sản xuất lắp ráp trong nước, khách hàng sẽ tiết kiệm được từ 15 cho đến 80 triệu đồng Việt Nam. Giảm 50% lệ phí trước bạ không ảnh hưởng đến giá xe của các doanh nghiệp ô tô trong nước do đây là khoản thu sau khi khách hàng đã mua xe. Tuy nhiên nếu lệ phí trước bạ giảm 50% chỉ với xe sản xuất lắp ráp trong nước, đương nhiên sẽ tạo ra lợi thế trước xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đứng trước sức ép này, xe nhập khẩu có thể sẽ tiếp tục giảm giá để cạnh tranh. Như vậy thì khi mua xe tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mua mẫu từ Toyota Nova bản cao cấp nhất giá 971 triệu đồng, phí trước bạ phải chi là 10% nhân cho 971 thì sẽ có là 97,1 triệu đồng khi giảm 50% phí trước bạ khoản phí giảm một nửa tức chỉ còn 48,55 triệu đồng Việt Nam. Phí trước bài giảm 50% có thể kích cầu tiêu dùng trở lại sau 4 tháng đầu 2020 doanh số liên tục sụt giảm xe lắp ráp hưởng lợi lớn từ quyết định này. Ở chiều ngược lại thì xe nhập khẩu có thể tính tới phương án giảm giá để cạnh tranh doanh số với xe nội trong phần còn lại của năm 2020. Như là thị trường năm 2019, sự xuất hiện của Kia Soluto đã tạo ra sự quan tâm của người tiêu dùng bởi giá bán khá là hấp dẫn. Thì mới đây, xuất hiện ở tại thị trường thì dòng xe Mitsubishi tung ra dòng xe Tray với mức giá bán lại còn thấp hơn nữa cả dòng xe hạng A. Và đây là mẫu xe sedan hạng B có tầm giá hơn 400 triệu đồng cũng đang được phân phối ở tại, tại chính thị trường trong nước. Thế hệ mới của mẫu xe này gây sốc khi có giá bán được xem là rẻ nhất trong nhóm sedan hạng B ở tại thị trường trong nước. Theo công bố từ nhà sản xuất, Mitsubishi Tray có giá bán từ 375 cho đến 460 triệu đồng Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và xét về giá thì thậm chí là còn rẻ hơn mẫu xe hạng A như là dòng xe VinFast Vario với giá là 415 cho đến 492 triệu đồng Việt Nam. Thế hệ mới của Tray có ngoại hình được thiết kế lại, thể thao cũng như là hiện đại hơn với ngôn ngữ Dynamic Shell. Xe dùng động cơ 1.2 và sản sinh công suất là 78 mã lực, mô men xoắn 100 Newton, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc là số vô cấp CVT. Sở dĩ là Tray đang vào cầu là nhờ vào thành công của Spender ở tại thị trường trong nước, sự đón nhận của khách hàng với kiểu thiết kế Dynamic giúp cho việc áp cách tạo hình này lên mẫu xe cơ bê này trở nên khá là quen thuộc với thị hiếu cũng như là mắt nhìn của người tiêu dùng trong nước. Kế đến đó là dòng xe của Toyota. Vì thế và mẫu xe sedan mà xây dựng được minh chứng qua những con số thiết thực. Số bán ra thị trường trong nước thật là ấn tượng. Cụ thể là hãng xe Nhật cũng đã bán được là 2.468 chiếc chỉ trong vòng chưa đến hết quý thứ nhất của năm 2020 dẫn đầu danh sách xe bán chạy nhất là tại thị trường trong nước và luôn nằm trong danh sách các xe Toyota bán ở tại thị trường Việt Nam. Toyota Vios hiện là sử dụng động cơ 1.5 với hộp số sàn 5 cấp hoặc là số tự động 6 cấp. Ở phiên bản mới thì chiếc xe này còn đáp ứng thêm những trải nghiệm mới cho người lái, các trang thiết bị an toàn như là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EVD và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA. Ở à, tại thị trường trong nước thì đối thủ mạnh nhất trong phân khúc của Vios đó là dòng xe Sen được lắp ráp tại các nhà máy ở Ninh Bình của Hyundai Thành Công, nay là Thành Công Auto. Mẫu xe này hiện đang bán với mức giá từ 490 cho đến 570 triệu đồng. Tuy ta Việt Nam hiện cũng đang duy trì các khuyến mãi cho dòng xe này. Còn nói về dòng xe Hyundai Sen thì mẫu xe này cho thấy mình cũng là một trong những ứng cử viên nặng ký cho cuộc đua doanh số ở tại thị trường Việt Nam. Những công nghệ mà Sen sở hữu cũng chẳng thua kém gì Vios với phanh đĩa 4 bánh, có ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, chống trượt thân xe VSM, kiểm soát lực kéo TCS hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí, bản đặc biệt, cũng như là các bản khác hai túi khí, camera lùi, cửa kính chống kẹt vân vân. Và đây là cũng là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai thành công ở tại Việt Nam trong nhiều tháng liên tục. Hyundai Sen sử dụng động cơ 1.6, cho công suất 132 mã lực và men xoắn cực đại hơn 161 N kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc là lựa chọn hộp số tự động 6 cấp. Bản cao cấp nhất của mẫu xe này đó là thêm Rose Control, mức giá sàn hiện dao động từ 426 cho đến 542 triệu đồng Việt Nam. Còn nói về dòng xe Kia, Kia Soloto nằm trong phân khúc hạng B với nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng Kia Soloto không hề bị lắp vé, có thể nói là mẫu xe sedan của Kia không chỉ đứng đầu phân khúc bởi mức giá hợp lý, mà còn bởi trang bị tính năng công nghệ thông minh Kia Link đi kèm. Kia Soluto trang bị động cơ Kappa dung tích 1.4 cho công suất tối đa đạt 94 mã lực và môn men xoắn cực đại là 132 Newton, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc là hộp số sàn 5 cấp. Lượng tiêu hành nhiên liệu 6,1 lít trong 100 km trên đường hỗn hợp, 7 lít cho 100 km trên đường phố và 4,5 cho đến 5,3 lít cho 100 km trên đường trường, tùy theo từng phiên bản khác nhau. Hiện tại thì Kia Soto đang phân phối trên thị trường với 3 phiên bản MT, MT Deluxe và AT Deluxe, có giá bán lần lượt là 399 cho đến 425, 455 triệu đồng Việt Nam. Trong đó thì phiên bản AT Deluxe và MT Deluxe có 6 màu tùy chọn và phiên bản MT có 2 màu tùy chọn. Mức giá giao động cho các phiên bản của Kia Soloto là khoảng từ 399 cho đến 455 triệu đồng Việt Nam. Tình hình thị trường ô tô hiện tại rất ư làm đạm cho nên tranh thủ thị trường xe hơi đang dần hồi phục sau thời gian cách giãn xã hội. Một số hãng đại lý xe đã tiếp tục thông báo giảm giá bán cho các mẫu xe nhằm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Thông tin mới nhất theo hãng xe Nhật Bản Nissan vừa tung ra mức giá ưu đãi đặc biệt cho Nissan Terra sản xuất đời 2019 để cạnh tranh với các đối thủ khác ở trong phân khúc SUV 7 chỗ ở tại thị trường trong nước. Theo đó, thì giá ưu đãi đặc biệt của mẫu xe Nissan Terra được điều chỉnh giảm từ 50 cho đến 100 triệu đồng áp dụng theo tùy theo phiên bản và đi kèm với bộ quà tặng tiền mặt lên tới là 20 triệu đồng cũng như là phụ kiện cao cấp. Trong đó đối với mẫu Terra bản V mức ưu đãi tổng cộng lên tới là 120 triệu đồng, trong khi đó các phiên bản còn lại như là Terra bản S và Terra bản Y giảm tiền mặt 60 triệu đồng Việt Nam. Đây được cho là ưu đãi lớn nhất của Nissan Việt Nam tính từ đầu năm 2020, đồng thời cũng là mức giá hấp dẫn chưa từng có dành cho mẫu xe SUV nhà Nissan. Được biết là chương trình này áp dụng bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 cho đến hết ngày 31 tháng 5. Cùng đợt này thì bán tại Isuzu D-Max. Cũng được một số đại lý ô tô của Isuzu trên địa bàn giảm từ 85 cho đến 115 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả 4 phiên bản xe sản xuất đời cũ 2019. Giá xe bất ngờ sau ưu đãi chỉ còn là 565 cho đến 720 triệu đồng Việt Nam. Có thể thấy rằng mẫu xe này vẫn được áp dụng giảm giá khủng hàng tháng nhằm là cứu vớt doanh số. Nhưng là một thực tế đáng buồn, đó là dòng xe D-Max vẫn thường xuyên nằm ở trong top xe bán ế nhất ở tại thị trường trong nước trong thời gian qua. Còn nói về dòng xe Peugeot 3008 cũng bất ngờ được giảm giá tới cả trăm triệu, xuống còn 999 triệu. Hai phiên bản Peugeot 5008 AT và Peugeot 5008 được ưu đãi lên đến 50 triệu đồng Việt Nam Còn dòng xe Ford EcoSport đang được một số đại lý Ở khu vực phía Bắc giảm giá tiền mặt từ 29 cho đến 58 triệu đồng Việt Nam Chưa kể khuyến mãi phụ kiện Riêng đối với bản 1.5LAT Ambient 2020 Mức giảm giá sâu lên tới 80 triệu đồng và số lượng không còn nhiều Theo thông tin từ một số đại lý cho biết rằng Bản 1.5LAT Ambient Ambiente 2020 là những bản sản xuất đời đầu và hiện tại phiên bản chỉ còn khá ít và không có nhiều lựa chọn về ngoại thất.